Sâu gốc làm việc nào anh em ơi, mình nổ phát đầu nè. Wow. Của em. Oh my god. Gốc làm việc của em. Gốc làm việc của mình. Gốc làm việc của em. Cảm ơn ông trời vừa ban cho trận mưa, đất đã mềm và dễ nuốt hơn rồi. What? Đất đéo có cỏ hơi khô, chỗ tao toàn đá. Nên mua về học nhé anh em. 50 món chay từ đất, đất trong ẩm thực dưỡng sinh. 35 cách gạp đất công dụng nhất thế giới, chọn và đào đất để giữ được dinh dưỡng. 28 món sinh tố từ đất cho người ăn kiêng. 36 cách để ăn đất thay cơm, cách chế biến đất để ăn. Con người 100.000 năm trước ấy ra đói bụng quá, phải đi săn một con voi ma mút mới được. Con người năm 2020, anh zipper làm kẹt gì mà lâu vậy ta? Ăn ít thôi chứ ăn nhiều bị tiểu đường chết đó. Chứ không phải trời mưa đất mềm đào nguyệt dễ hơn hả? Nỗi nhục của sinh viên các trường. Sinh viên ngoại ngữ nhưng xem phim cứ phải đợi Việt sắp. Sinh viên luật mà chạy vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều. What? Sinh viên trường y nhưng đau bụng lại đi kêu mẹ. Sinh viên trường luật mà cải lộn thua mấy bà bán cá ngoài chợ. Sinh viên luật mà không cãi lại mấy bà hàng xóm. Sinh viên kế toán tính nhẩm không nhanh bằng mấy bà bán rau ngoài chợ. Sinh viên kiến trúc không biết đóng gạch. Sinh viên trường nông lâm ghép hoa hồng vào cây nhãn. Kiểu gì? Sinh viên tài chính mà lúc nào trong ví cũng không có tiền. Sinh viên ngành. Sinh viên chuyên văn lý luận éo thể nào bằng được bà này. Quá chuẩn luôn. Sinh viên công nghiệp thực phẩm mà không biết nấu ăn nên gia vị sao cho vừa miệng. Sinh viên ngành điện nhưng cúp điện phải chờ điện lực sửa điện. Sinh viên công nghệ may mà mặc đồ rách. Thêm 3 người nữa trở thành F1 vì hút chung điếu cày với bệnh nhân. Bộ Y tế một công đôi việc, vừa thông báo virus vừa cho thấy rõ tác hại của việc hút thuốc lá thuốc lào. Quá chuẩn luôn. Bắn xong đi thuốc lào, mới từ trên mây đáp xuống đất mở mắt ra đã bị xích cổ lôi đi cách ly, nhọ thì thôi. Khả năng không sao, khói thuốc lào người còn sặc virus chết ngay. Thuốc lào người còn say, xem lần này virus có sống nổi không, biết đâu lần này thuốc lào lại được đem đi nghiên cứu làm vaccine cũng nên. Chuyên mục tìm người yêu cho bản thân. Bạn mình xinh gái, đáng yêu dễ chiều mà vẫn ế, cần tìm một anh tử tế ga lăng, không cần quá đẹp trai nhưng phải có tâm hồn ăn uống. Bạn tôi Nguyễn Trọng Hiệp, tuy hôi nách nhưng được cái hôi chân, ghẻ nở quanh năm hắc lào quanh háng, cao to đẹp trai mặt đầy ngủ. Sale bạn thân, ai mua nhanh em chốt đơn nào, mua 1 tặng 2 mà mua 2 thì không được tặng bà con ơi. Thế ai tìm cho mình, Không nói nhiều tuyển người yêu, đẹp trai top 1 thế giới, nhà mặt phố bố làm to, tiền tiêu không phải lo nghĩ. Trời ơi chưa?
thân mình còn chưa lo xong, lộn cái bàn. Hãy vẽ thứ gì đó để hai người đến được với nhau. Nhiên là dễ hẳn. Wow. Tàu nhanh ok, 300k. Tình yêu to bự của tôi dành cho em. Đến với nhau trong nhiều tư thế. Number. Chờ tao ăn xong ngậm miệng lại, chúng mày tới với nhau thoải mái. Bám cho chắc. Việc gì cũng đến tay chấm. Tao thách chúng mày đến được với nhau đấy. Cả nước đang còng lưng ra chống dịch, sắp lại ăn kê kê à. Like và đăng ký kênh để nhận video mới hàng ngày nhé.